gió kiếm khách bà con ơi. Hello, xin chào. Đến hẹn lại lên, đến hẹn lại lên. Mới ăn cơm tối xong, các cô gái đang ngồi lướt. Hello, xin chào mọi người. Chào idol của tôi hả? Idol. Thôi, bình thường nha bà con, không gì đâu, idol. Chào bà con. Rồi mới vô, hello hello. Không có hello từng người được nha. Ước được chào lại nãy giờ chào bà con rồi đó. Nó anh quản gia tôi mặc đồ cô tây đó. How are you? I'm good. Này, trong nhà tôi đội thi công camera bây giờ mới lắp. Thôi, ai làm camera liên hệ anh Linh nha. Đó. Xin ngủ rồi. Ngày nay xin làm đuối à. Học trò. Hello Indonesia. This Vietnamese shop. Này tôi cũng mới làm tới giờ này mới ngưng á bà con. Tính lấy khung tranh ra ngồi vẽ mà để livestream một chút đã. Rồi vẽ sau. Trời ơi. Đúng rồi, mở khác đi anh. À, để màn hình vậy người ta thấy hết tin nhắn của em rồi. Chị không có khuyến khích chia ô nữa nha. Không có khuyến khích chia ô nha. Mình phải phát họa, mình quẹt phát thảo rồi mình lấy nét chính thì nó mới là cái con đường của mỹ thuật. Còn chia ô như vậy mình đâu phải học kiến trúc đâu mà mình cần phải chính xác như vậy, không? Không khuyến khích chia ô nha. Em phát thảo ra. Cứ quẹt ra rồi như vậy mai mốt mình mới quen tay quen mắt được. Chứ mai mốt trên người mày ngồi mày chia ô được không? À, dớt. Hình xăm mập rồi có bị giãn ra không hả? Cũng có bà con. Giãn sơ sơ. Chờ xíu nha, tôi kẹp cái tóc lên hả? Tóc dài nó cũng hơi nóng á bà con ạ. Vậy lâu lắm mới xem livestream lại hả? Nhưng mà mai giờ đã khác mai xưa nha. Bấm rốn bao nhiêu? Dạ 300.000. 300.000 đã kèm khuyên. Bữa nay tôi mới nhập về mấy hàng khuyên dễ thương lắm. Khuyên cho nữ, khuyên nhỏ nhỏ, khuyên hộp nhỏ nhỏ nè. Đấy, còn khuyên cho nam, à cái trên này là khuyên septum ở trên mũi nè, khuyên toàn ten nhỏ nhỏ ở trên tay nè, rồi bên này là mấy cái dạng dòng để cho nam nè. Bà con là thích thì qua 51 lễ thị riêng lựa nha. Đó. Mấy cái khuyên này là nhỏ 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 không à, cỡ như ở trong ngón tay của mình không à, đó nhỏ xíu đeo trên tay sẽ rất là dễ thương, long lanh long lánh. Còn máy này là khuyên septum, khuyên ở trên mũi đó. Đó. Còn bên này là dạng lấp lánh chiếu. Đeo hộp trên tay.
khóa mày môi mấy bao nhiêu hả? Tôi học phí 20 bà con. 20 rồi tôi chỉ chỗ cho học viên mua mực mua máy xịn để học chứ không không phải bắt học viên mua mực của tôi. Giống như một số người bà mẹ mực thế giới công nhận còn chưa ăn á, mực của mấy mẹ đi mua can can bên Trung Quốc về xong rồi đổ ra chai nhỏ xong in cái thương hiệu của mình lên. Tôi nghe kể một số chỗ người ta làm chơi chiêu đó bắt học viên nộp một mớ tiền vô một xe mua một set mực nữa. Không, cái này tôi chỉ thu tiền học phí thôi, còn lại tất cả những gì tôi sẽ chỉ học viên cái cách, cái nơi mà tôi lấy mực. Mà mực mà tôi lấy là chuẩn quốc tế nha bà con, chứ không phải là thương hiệu tự sáng tác. Nên yên tâm. Gì, anh tới dạo này chắc nhớ chị lắm. Ồ vậy à, nhớ chị chả thấy hỏi thăm hỏi thiết gì nhớ gì. Xem khuyên tai đi chị Mai hả? 1.000 đô là không phải học phí tôi nữa bà con. Đấy, phải nói chiếu không? À, chiếu chá. À, đây là máy khuyên nhỏ nhỏ như là tôi đeo trên tay nè. Đó, máy khuyên nhỏ nhỏ này nè. Và đeo dễ thương. Còn mấy cái này là một bông nhưng mà đeo được hai lỗ nè. Không. Còn mấy cái này là khuyên septum. Này là nó chiếu tự nhiên luôn á. Là cái hộp nó sáng lắm bà con. Nói chung là chất lượng miễn bàn, ngon bổ rẻ, đẹp. Không. Hello anh Thiên. Anh về bị rác quá Mai, không biết có tiếp được không hả? Thì không tiếp được anh nghỉ, mốt tiếp. Trời ơi, xong cả mảng Mauri từ bắt tay qua ngực phải rác thôi. Gì, tóc nay dài vậy, tóc ngắn đẹp hơn à? Thôi, tôi thích tóc dài rồi con. Tóc ngắn bao nhiêu năm rồi mà cái đó là điều tôi không thích. Bây giờ mình thích gì mình làm đó rồi, không cần thiết phải ai thích mình làm theo nữa bà con. Mệt, mất mệt. Hôm nay rảnh hả? Dạ mới rảnh thôi, hôm nay cũng nhiều khách. Bây giờ livestream lên để kiếm khách buổi tối nữa bà con. Mauri phun chân giá bao nhiêu? À kính chân hả? Kính chân Mauri bên tôi thì tùy theo cái chân bạn lớn hay nhỏ nữa. Rồi họa tiết dày hay mỏng cũng có, 20 cũng có mà 30 triệu cũng có bà con, tùy theo cái chân với lại họa tiết nữa. Có gì bạn qua đây mình tư vấn, mình báo giá chính xác cho. Gì khuyên sát tay bao nhiêu hả? À, thì cũng có những cái 80.000 một chiếc, có những cái hơn 100.000 một chiếc bà con, 120.500 cũng có, tùy theo loại. Có gì bà con cứ qua lựa đi. Mà đeo bền lắm nha. Đó tôi đeo tính bằng mấy năm trời nó vẫn như vậy thôi, chứ nó cũng không có gì thay đổi cả. Chị Mai không còn ở Bình Thạnh nữa hả? Không, tôi đang ở quận Nhất nha. Ở Lê Thị Riêng quận Nhất. Mai giờ sắp nở hết rồi hả? Đúng rồi. Cuộc đời Mai giờ là nở hoa chứ không phải cuộc sống bế tắc nữa. Ồ, dạo này quản gia tôi coi hình xăm không ta? Ghê. Mấy cái hình này mới xăm nó đẹp vậy đó anh. Mốt mấy kiểu này nó cũ rít à. Nhìn vô mờ mà nó còn dơ nữa đó. Đúng rồi, mới xăm này nó rõ vậy á. Còn mốt mà cũ rít à. À, nó nở mực ra tè le hột me nữa, nó không có bền. Trên em qua Bình Thạnh xăm ở cổ tay mà không thấy chế. Dạ tôi đã ra quận Nhất rồi bà con, nếu mà muốn thấy tôi thì ra quận Nhất nha. Bây giờ tiệm ở bên
Bình Thạnh không phải là của tôi làm thuê thôi. Tự do là khỏe nhất em ơi. Dạ đúng, khỏe luôn chị, đúng phê luôn. Biết vậy tự do sớm rồi. Mai mốt có bị giống vậy không? Anh Thiên hả? Cái hình họa tiết của anh là nó bền lắm. Là xong bây giờ ra sao là mai mốt bao nhiêu năm sau kể cả anh già đi nó cũng vậy á, chứ nó không có bị ố ố hoặc là nó không có bị xấu đi như những cái thể loại châu Âu đâu. Anh yên tâm đi anh Thiên ơi. Chế này mấy năm em không on Facebook mà giờ on lại chế vẫn vậy, không thấy già đi nha, xinh gái à, vậy hả? Biết sao bà con không thấy tôi già không? Tại vì những cái hình xăm này nè, nó che hết những cái già của tôi. Thường á, là khi mà mình lão hóa là cái vùng da cổ nè, nó sẽ nhăn 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 nhăn. Rồi cái vùng da trán nè, rồi những cái vùng như ở khúc này nè, là mình sẽ thấy sự lão hóa đầu tiên. Rồi mới mới tới ở hai cái ngón này. Nhưng mà những cái vùng đó của tôi là đã có hình xăm hết trơn rồi. Khi mà bà con nhìn vô là bà con sẽ để ý vô hình xăm chứ không có để ý vô những cái lão hóa trên da của tôi, nên thấy tôi trẻ hoài là đúng rồi. Nhưng mà cái mặt không có nhăn, nhưng mà cái đầu nhăn lắm rồi bà con. Là già cái đầu lắm rồi á. Bị lừa giết già giống gì á. À kính chân bên tôi mấy hình đơn giản quýnh nhanh thì 20 cũng có, mà thường 30 40 hơn 40 cũng có. Mấy cái chân to như mấy cục đình đó bà con. À, mấy anh nam qua đây tụi tôi mấy đứa gái rờ, hai đứa quýnh chân, đứa quýnh trên đứa quýnh dưới là nhanh lắm. Gì chừng nào đẻ nữa hả? Đang tìm giống bà con, đang tìm giống tốt đẻ đứa. Chị ơi xăm hàng chữ sau lưng bao nhiêu? À hàng chữ sau lưng là trên sống lưng đúng không? Ngắn ngắn vậy thôi thì mấy trăm triệu, còn dài hơn thì triệu mấy, 2 triệu, 3 triệu, tùy theo cái hàng chữ thế nào nữa. Có khi nào về Bình Phước nữa không ạ? À? Có, khi nào tôi học trò mời đi tôi đi với bà con. Mà không biết từ ngày tôi với ổng chia tay, mấy đứa học trò ở Bình Phước nó còn coi tôi ra gì không? Còn không à, nếu nó coi không coi mình ra gì, mình có học trò mới mình lên thăm học trò mới với lo gì. Hello day Owen. Yeah. Tonight good. Good mood. Xăm tên ngay ngay xương quai xanh bao nhiêu? À nhỏ nhỏ ngay đây thôi thì khoảng 400-500 gì đó bà con. Còn nếu mà bự hơn nữa thì 700-800 triệu cũng có. Hello bố Công Vũ, con ổn định rồi nha. Dạ trời thương, từ từ lúc con mở tiệm ngoài quận nhất thì lai rai ngày nào cũng có khách. À, con cũng làm mà thợ thuyền cũng làm chứ cũng không phải ngồi chơi nhiều bố. À, hy vọng cái khu này là sầm uất lắm, hy vọng là mai mốt du lịch mở cửa là lượng khách của con sẽ nhiều hơn. Làm thuê không có lương hả em? Giờ nhìn em dễ thương thùy mị. Chúc mai mãi thành công. Dạ. À, làm thêm không không có lương gì hết á. Làm nhiều thì ăn nhiều mà làm ít ăn ít à. Ăn chia phần trăm chứ không có lương. Về xứ nẩu đi chị ơi, dậy rầu thôi. Xứ nẩu thì bây giờ tôi ở đang gây dựng sự nghiệp trong Sài Gòn. Chia tay rồi mốt có quay lại không? Thôi, sợ lắm rồi, quay lại gì nữa bà con. Với lại mình không có giá trị đâu, quay lại cũng cũng giống như là đâm đầu vào vào cái chỗ chết nữa bà con ạ. À, không thay đổi được gì đâu bà con, nên thôi. Thôi đừng hỏi nữa, trời nãy giờ nhiều người hỏi người kia quá. Chắc bà con thấy là mỗi lần tôi livestream đều có người đó ngồi bên cạnh.
Nhưng từ giờ và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có nữa nha bà con. Mai mốt tôi sẽ ngồi cạnh người yêu mới của tôi để tôi live stream. Đây. Giờ ngồi cạnh gái đẹp không ạ? Chị ơi, lỗ tai em đeo bông không được, có cách nào đeo không? Đeo giả hay vàng thiệt cũng không được, muốn đeo bông lắm. À, em qua đây em đeo nhựa sinh học thử coi. Chị chưa bao giờ thấy ai bị dị ứng với nhựa sinh học hết. Em qua đây. Có những cái kiểu nhựa sinh học hộp đẹp lắm, dễ thương lắm, sáng lắm. Lỗ tai em bị lỡ làm sao? À, đó đó, chị nói em qua đây nhựa sinh học. Xong hả anh Linh? Chưa. Chưa. Có mệt thì nghỉ mai làm tiếp. Xong luôn. Xong luôn hả? Ok. Xong luôn để mà lãnh tiền đúng không? Rang lắp camera bà con. Lắp camera từ trên dưới, từ dưới đến trên à. Để coi mấy anh này con nào nói xấu tôi không, để tôi ngồi nghe không. Chửi thẳng luôn à. Chửi thẳng mới ghê á. Bố mong con luôn bình an trong cuộc đời, không biết bao giờ mới được gặp lại con. Dạ, trời ơi, con mà ổn định ở trong Sài Gòn này, con bay đi ra ngoài Bắc là con sẽ ghé bố tiếp mà bố, yên tâm. Ngoài Bắc là quê nội của con mà. Ngay cả cái việc con về quê nội con cũng cảm thấy tự do hơn. Người yêu mới đâu hả? Người yêu mới chưa có mặt ở đây bà con. Ít bữa nữa người yêu mới có mặt ở đây rồi tôi livestream lên cho bà con coi. Cơm chưa? Đấy, tính tán tôi sao hỏi tôi ăn cơm chưa? Giờ này trên mạng có trend là cứ thằng nào hỏi em ăn cơm chưa là đúng chàng. Đúng không? Sợ. Đấy, mấy con nhóc này giờ nó sợ thằng nào nhắn tin nó là em ăn cơm chưa lắm, nên bây giờ ai comment vô hỏi tôi ăn cơm chưa là tôi nghi lắm rồi. Thôi bỏ qua câu hỏi đó nha. Em tính học nghề mà em hay bị tâm lý tay run, có cách nào trị được không? Cái này hỏi bác sĩ em ơi, chứ chị không có rành, không có rành cái vụ tay run có làm được không. Nhưng mà run mà xăm là chắc chắn không được rồi đó. Chị ơi, con Trang ăn cơm chưa? Đấy. Chưa. Chưa ăn. Trang chưa ăn cơm. Bây giờ mà ai mà cứ em ăn cơm chưa là tôi hiểu rồi đó nha bà con. Gì ở vậy cho chay nó thèm em ơi. Ủa chị ơi, vậy giờ thèm chay thì làm sao? Bây giờ em ở vậy mà chay nó không thèm em mà em lại đang thèm chay đây nè, giờ làm sao đây? Làm sao anh Tấn? Sao vậy? Mấy cái đài này anh bắt nhanh lắm mà sao hôm nay im re vậy ta? Nào về bình. Gì? Khoan, chờ xíu. Có khách gọi. Để mình gọi lại cho khách cái đã. Đang live stream mà khách gọi mới đau chứ. Chị ơi, có hình nào cỡ A5, hình xăm cỡ A5 giá nhiêu hả? Hình xăm cỡ A5 thì giá từ 1.000.000 đến 4.000.000 á, tùy thể loại đó bạn. Chị ta. Hello. Có hình nào đi lên đùi đẹp không? À, Hân ơi, em muốn xăm em qua đây. À, sao khách này gọi thế cúp máy rồi. Gọi bên này không chịu nghe. Chờ tôi chút nha bà con, để tôi gọi khách. À, alo, ai vậy? Alo. Dạ đúng rồi. Ờ,
tiệm của chị ở chỗ bên đường Lê Văn Sĩ sao giờ chỗ nào cho khác dạ em ở 51 Lê Thị Riêng quận nhất nha. 51 Lê Thị Riêng dạ quận nhất. Dạ bữa mình bữa hôm qua mình ra qua bên đó mà Lê bên thấy đó mà dạ. không thấy không có tiệm không thấy nữa. Dạ để em nhắn cái tin qua lúc nào anh qua thì anh gọi em nha. Dạ dạ rồi. Dạ ok. Đấy, khách qua không thấy tôi đi kiếm tôi á ngoài con. Trời mới là khách à đây ở ngoài. 51 Lê Thị Riêng. Trời ơi khách này từ ngày xưa nhắn tin à. Cho địa chỉ bên kia. Qua không thấy tôi à. Kiếm tôi luôn. Quận 1. Cảm ơn bà con nha. Cảm ơn Thịnh Tình. Hello chị Cúc Nguyễn, chị về Hà Nội chưa? Đừng bao giờ hỏi em ăn cơm chưa vì chỉ có anh là em chưa ăn thôi. À được. Câu này hay nè. Để tôi học lại. Mốt thằng nào hỏi tôi ăn cơm chưa là tôi sẽ chỉ có anh là em chưa ăn thôi. Được anh Tuấn à, phải để muốn nói người yêu em là hỏi em là em ăn cơm chưa. Okay, iPad trong kia anh để em xóa hai cái thiết bị kia được. Ok đó iPad ở ngay cái bột quá anh. Đang nhậu hả? Tối chị qua em đang nhậu. Ủa chị qua em làm gì? Ủa mới xong môi hôm qua mà hôm nay đã nhậu rồi có kinh ai. Chị chưa đi Hà Nội nữa hả? Sao bữa nay live sớm vậy hả? À, tại bữa nay hết khách sớm. Mật khẩu là ok anh. Camera xong rồi bữa nay. Số này của chị luôn hả? Dạ. Tính mời Trang đi ăn tối mà sợ thành bữa tối của Trang. Chết mẹ rồi Trang ơi. Thở thăm luôn nè Trang ơi. Chết đừng yêu đồng nghiệp nha em. Yêu đồng nghiệp mệt lắm. Kiếm thằng khác yêu. À, bây giờ tôi sau thất bại giữa cuộc tình đồng nghiệp với đồng nghiệp của tôi với lại người yêu cũ nên tôi bây giờ tôi khuyên mấy con nhóc ở trong tiệm tôi là không bao giờ yêu đồng nghiệp. À, không ăn thịt đồng loại. Ok đón xin nha. Yêu cái gì cũng được à, trừ thợ xăm ra à, mấy anh thợ xăm mà vô đây là không được cô gái nha. Tụi tôi là nói không với thợ xăm. Nó mè. Đấy. Những cô gái ở trong tiệm tôi nó không có thợ xăm nha. Đúng không Trang? Dạ. Đúng không? Mày thấy sai lầm chưa? Làm gì? Không có gì anh tiệm. À không phải sai lầm. Một lần trong đời. Một lần trong đời. Chị qua em phải xăm cho chị đó. Chị xăm gì đó chị Cúc? Đừng nói là chị xăm Phi Nhung nha. Vậy đây. Xăm tiếp. Hình con bướm ở bắp tay bao nhiêu vậy chị? À, hình con bướm ở bắp tay. Bướm thế nào bạn? Vài trăm cũng có. 1-2 triệu cũng có bạn. Có gì bạn qua tiệm đi. Gì? Không yêu cũng phải yêu chị ạ. Xăm chữ ha. Ok chị qua đi, em ở tiệm chờ chị. Chị nhậu đi. Em đang tính là lấy con xe hơi ra tập đi mà chị nói vậy thôi. Ok em ở nhà em chờ chị.
xong rồi khuya khuya rồi em mới tập lái xe. Hình con bướm à, mình mới báo giá đó, vài trăm cũng có mà 1 triệu 2 triệu cũng có rồi con. Gì good job áo đỏ à? Dạo này tôi thấy là cứ xem livestream của tôi xong rồi khen con Trang miết nha, rồi đặt cọc con Trang miết nha. Kiểu này mai mốt à Trang là đắt xô á, mốt mà tụi cứ đứng xếp hàng trước đánh lộn vì Trang nữa chắc kêu công an phường á, túc trực ở đây luôn quá. Càng ngày em càng xinh hả? Dạ cảm ơn. Tươi không cần tưới rồi. Tươi không cần tưới à, mai mốt có người tưới nữa tươi hơn nữa. Phải. Gì? Nơi đây em thuộc về. Cái gì? Em muốn xăm mặt bé áo đỏ. Cái gì anh si mê em, cái gì vậy trời? Trang Trang, nãy giờ tao thấy có 5-6 người à. Con biết sao con xin nó mắc ói không bà con? À, tại vì nó nghe vậy, tại bây giờ mà nói xin là xin nó hết mắc ói à, mà nó Trang. Rồi con Trang nó có người đặt cọc rồi. Em có xăm được chim không? Dạ được, chim gì em cũng xăm được đó. Anh thích xăm chim gì? Xăm mí mắc bao nhiêu tiền hả? Xăm mí bự như tôi là 1.2 triệu bà con, còn mí nhỏ nhỏ thì 1 triệu, còn mí mở chồng sát ở trong cái hàng mi thì tôi lấy 800. Cái gì? Bây giờ tán em tóc đỏ không được thì qua tán em tóc vàng hả? Không, con xin nó kêu là nó không có nhây lại. Con xin kêu là cái gì cũng có giá của nó. Ừ, đây là bé đào nha bà con. Có ai tán bé đào không? Đó, trong tiệm tôi à, toàn nữ giới thôi. Đây là bé đào. Ai mai ngồi bên đào à bà con. Thấy vậy là thấy tết rồi. Ai đào đây là con gái nha. Nhà ai có mua đồ đực qua đây cho làm nháy coi. Đúng đào. Gì? Cái mặt bé áo đỏ bao nhiêu tiền em cũng xăm hết. Thôi ông xạo kèo ông ơi. Bây giờ ông giỏi ông qua đây ông xăm, bút nó xăm đi. Bày đặt mấy anh tán gái mà nói không á, tôi khinh. Tán gái là phải thể hiện nhanh gọn lẹ, nhất cự ly nhì tốc độ bup 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 bup. Chưa chắc đổ nữa. Ngồi trên mạng mà nói không, hứa không. Tôi ghét mấy anh xạo kèo lắm bà con. Nói nhiều hơn làm mà mắc ói á. Gì 300 người chia sẻ cho chị tôi đi à. Thôi tôi có gì hay tôi không có vận động mọi người trong cái livestream của mình chia sẻ livestream giùm tôi. Cứ, chưa bao giờ mà tôi vận động bà con chia sẻ đi, chia sẻ cho tôi đi á, không cần. Có nhiều mình nói nhiều, có nhiều mình chơi nhiều. Chứ có là hay đâu chia sẻ bà con, có cái chủ đề gì hết đâu. Còn chủ yếu là mình đánh vô cái tâm lý của người ta, mình đánh vô cái chân thực. Chứ mình không có cần ảo, không cần phải hô hào để cho mọi người chia sẻ. Vui thì chia sẻ, không thì thôi. Vì tiếng Huda em ở Huế không đi vào được à? Ở Huế gần như vậy mà không đi vào được để mà tán gái, mai mốt Mỹ đồ, châu Âu, châu Úc đồ nó về là nó tán được thôi. Dạ, tán gái là phải nhanh gọn nha bà con. Phải gì? Thực tế, đúng không? Đúng rồi, nhanh gọn lẹ. Gì?
Xong mí trên có đau không hả? Đau. Áo đen hợp gu với em. Bé đào không ai chấm thì để em ở đây. Đào đây. Đấy. Tụ. Em chấm đào luôn hả? Thằng này cũng thứ dữ. Em có mấy chân? 4 chân mới được nha. Đầu hai chân là đào không chịu đâu à. Phê phê phê. Hello. Xong bây giờ mọi người xong mí mắt nhiều quá ha. Ngày hôm nay là nguyên tôi làm 4-5 cái mí lận đó bà con. Nói chung là được mùa mí, người ta thấy được, người ta qua ủng hộ quá trời. Có gì bà con cứ qua đi, tôi đang có giảm giá 25% tới tới đầu tháng sau lận. Xăm hình full bụng che vết rạn bao nhiêu chị? Xăm hình full bụng che vết rạn thì phải coi được bạn muốn hình như thế nào, thời gian làm việc bao lâu thì tôi mới báo giá được nha. Xăm môi bên tôi từ 2 triệu tới 2 triệu rưỡi bà con. Xăm mày thì nếu mà dặm lại thì 1.2 triệu, còn xăm mới thì 1.6 triệu. Nói đúng rồi, tán gái là phải rộp rộp liền, nhanh lẹ mới được. Ok, bạn giống tôi. Đúng rồi. Tán gái là phải vậy bà con. Chứ tán gái cứ thả thính. Thả thính với thả bạ đấy. Mù quýt. Đúng xin. Đúng không? Nhất cự ly nhì tốc độ nha. Đúng rồi. Nếu mà không ở gần thì mình phải lúc nào cũng phải dính. Nhăn 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 gọi hoài vậy á. Đúng anh Tuấn? Đúng không? Rồi. Nói chuyện dễ thương quá hả? Vậy mà không ai thương hết nè. Vậy mà không ai nhảy vô tán tôi bập dính hết trời. Xin ơi. Ai vậy? Ai kêu xin đó, có mặt chó xin đây. 200 anh em Austin, Texas chào nữ giáo chủ. Wow, hello Texas. Mỹ vô, có ai bên Mỹ tán tôi không ta? Hello Austin. Mai mốt một ngày đẹp trời tôi sẽ xách giỏ đi Mỹ bà con. Tôi hứa với lòng là tôi sẽ phải cố gắng làm việc, cố gắng cày bừa để một ngày nào đó mình sẽ có đủ cái cơ sở để cho mình xách cái giỏ đi vòng vòng thế giới, nước nọ nước kia. Thích đi Mỹ phải không? Ok, book cái vé, mai đi. Thích thì Úc phải không? Mai đi. Thích thì Đức phải không? Mai đi. Đấy. Không cần phải xin phép gì, xin visa. Mấy tháng gì cả. Giống ai? Bởi vậy em đang cố gắng. Em cũng cố gắng để làm như vậy. Rồi mai mốt tôi sẽ xăm cho Việt Kiều, người Việt Nam ở khắp các nước trên thế giới. Đó là ước mơ tôi. Chị Mai nói chuyện vui quá hả? Vui gì bà con? Cho em xin Facebook máy bé đi hả? Đây là xin đổ. Còn kia là Thu Trang. Bà con cứ vô cái Facebook của tôi có tag tên tụi nó. Mấy cái bài đăng gần nhất á, có tag tên. Sao ngứa mũi quá ta, có hít khay đâu, ngứa mũi vô trời. Vậy thích đi ngủ thì đi liền à? À đúng rồi, cái đi ngủ thì thích lúc nào đi lúc đó à, khỏi cần mua vé. Bữa nào có dịp chị ghé em xăm chân mày. Dạ ok chị Trúc Trần, bữa nào vừa qua thì chị báo nha. Gì em tán bập liên tục luôn thôi, tán mờ liên tục là mệt lắm em, phải không, mình phải nghỉ ngơi xong mình tán tiếp.
Gì? Em có bằng lái rồi nè hả? À, lái máy bay hả? Gì? Đi Mỹ chi vậy chị hả? Chơi. Đi Mỹ chơi bà con, đi làm ăn. Tôi cũng có mấy người bạn giỏi lắm, người ta đi nước ngoài đã lắm. Mình nhìn thấy mình mơ ước và mình cũng có mục tiêu phấn đấu. Bây giờ mình mở tiệm xong rồi mở công ty rồi vậy vậy, xong vài năm cái mình xin giấy tờ, xin visa rồi vậy. Cái mình đi. Tính đường mình đi. Đi chơi về. Rồi em Hoài Lê ơi, em linh tinh quá. Đừng để chị chửi. Thấy không? Nãy giờ nói chuyện vui vui thôi chứ không phải chỗ để cho em giỡn. Bu la bu lêu. Không em. Gì thôi em đi ngủ đây, chị coi cho bé áo đỏ đi ngủ sớm nhé. Em vô cho nó đi ngủ sớm đi em. Chị thua. Gì hello hello. Bạn ở đâu ạ? Tôi ở Lê Thị Riêng quận nhất nha. Gì? Gì lát đi cách ngủ nghỉ. Ờ. Xíu tao coi tin nhắn rồi tao gửi đồ vô khu cách ly cho. À bên tôi làm việc tới 9-10 giờ bà con. Tùy bữa nào khách đông thì mình làm tới khuya, còn không có khách thì mình đóng cửa mình nghỉ sớm. Giờ muốn giao lưu với chị Mai một ngày ăn uống cà phê và nói chuyện tâm sự chơi. Trả công chị một ngày làm việc 3.000 đô. Đơn giản vậy thôi. Á đụ. Một ngày tôi kiếm không được 3.000 đô đâu bà con à. Chà cái job này nó nhẹ, việc nhẹ mà lương cao quá ta. Ê cái vụ này tôi thấy mấy đại gia hay rủ mấy con người mẫu hoa hậu rồi đi. Gì ăn tối xong làm tí mấy ngàn đô giống quá bà con, nhưng mà thôi tôi không có vậy nha. Muốn giao lưu tôi qua tiệm ăn gì mua về tiệm ngồi ăn vậy được rồi, chứ tôi không đi ra ngoài đâu, chủ yếu là thịt mà lỡ bị làm thịt nữa mệt lắm. Anh Tấn có cái chóp này anh đi không anh Tấn? 3.000 đô trời ơi. Vừa một ngày một đêm anh Tấn. Một ngày một đêm 24 tiếng anh Tấn ơi. Rồi cảm ơn bạn nhẫn nhịn nha. À, tôi ngại với người lạ lắm. Chừng nào bạn là bạn tôi đi, cái chuyện đi ăn uống đi chơi là chuyện bình thường, còn với người lạ tự nhiên trả tiền để gặp. Trời ơi, tôi đâu phải người nổi tiếng như mấy hoa hậu, mấy người mẫu rồi để nhận mấy cái job đó bà con. Ảo Định Lê Á Địch. Chị Mai nhớ em không? Ảnh đại diện của em là chụp chung với chị luôn á. À chụp chung mình ở convention đúng không? Ok. Hello Định. Hẹn gặp lại ở những cái lễ hội xăm tiếp theo. Gì? Bà Tám có giá 3.000 đô quá dữ. Đù. Bữa nay tôi mới biết bà con. Đù cũng có cái để nồi như ta không? Tại tôi thấy mấy con diễn viên hoa hậu rồi nó đăng báo nó nồ lên là ai muốn ăn tối nó 10.000, 5.000 rồi mình cũng được 3.000, cũng được 1.3, nó ngon rồi bà con. Được bén. Thi hả? Ngày mai chị xỏ tay giúp em nha, tính xỏ mà sợ đau. Ok Thi. Nào vào đây. Sáng 2-3 em vào. Ủa Tí, mày không ăn Tết ở quê hả? Vô chi vậy? Vô thì vô đi. Càng đông càng vui. Gì nay nhìn hơi mập hả? Đâu có đâu mập. Cũng vậy hả anh ơi.
Chẳng qua là cái điện thoại em để sát mặt nè, cho nên nhìn nó đầy đặn. Với lại dạo này ăn uống đồ uống sữa của anh quản gia ngày nào ngày nào anh quản gia cũng cho em 3 ly sữa của anh quản gia hết đó. Của anh quản gia mua, nghe nói phái phái cười cười liền á, nên nhìn nó tươi bà con à, mặt đỡ mụn hơn nữa. Trời, cho bữa stress suy nghĩ mụn ghê lắm. Hello Hoàng Khoa, tiệm mới kinh doanh ok không ạ? Dạ khá được lắm anh. Nói chung là khách khứa các chị em các anh em rồi ủng hộ, cũng có đất sống ăn nhiều. Ờ à, Tí ơi, mày vô mày mang đồ ăn ở Quy Nhơn vô nha, mấy cái hải sản đồ mực khô cá khô rồi chả cá rồi đó nha, mày mang vô nói ông già mua vô, nói ông già mày gửi đồ ăn tiếp tế cháu rồi đi chứ. Mày vô tay không á chết với tao á. Hello hello, thích kiểu nói chuyện tôi hả? Kiểu nói chuyện khùng khùng đúng không con? À người ta nói tôi à, nói chuyện kiểu chân thật, đi vào lòng người. Tôi có đi vào lòng người mẹ đâu, có sao nói vậy thôi. Mà ờ à, đúng rồi, ăn quản gia tôi nói á, bây giờ tôi nói sao mà tiền nó đi vô tài khoản nó mới hay phải không, chứ đi vào lòng thì quá bình thường rồi con. Gì nãy quản gia ngủ ở đâu mà dính chùm tóc của chị gái nào á chị? Dính đi thôi, một chùm tóc đi thôi. Chùm tóc đâu ạ? À sau dịch thấy ai cũng than. Dạ đúng rồi, phải than thôi, nghèo. Em gặp em à, em còn than dữ hơn, nhiều hơn nữa, tại em còn nợ nữa. Người ta nghèo còn em là dính vô nợ nữa. Gì tôi đang xem top doanh nhân live mà. Thôi doanh nhân gì đâu, em chỉ bây giờ em mới mở công ty của riêng mình rồi bà con, thì một vài năm nữa em mới vô top doanh nhân được nha, giờ chưa đâu, hãy đợi đấy. Giờ em chưa đua top doanh nhân được, công ty mình mới mở ra mà mình có top doanh nhân là sao được phải không? Quá bá dơ. Đợi vài năm nữa đây rồi em sẽ vô top, rồi lúc đó đăng lên cho bà con chung vui. Này bão lũ không có khô mực hả? Ồ vậy coi có gì thì mang vô đó tí. Tại trong này đồ ăn nó dở mà nó mắc nữa. Tăng xin giảm mua nha. Ở quận nhất á đồ ăn mắc lắm, cho nên là mình nấu cơm ở nhà mình ăn, vừa bổ dưỡng mà vừa đỡ tốn tiền nữa. Nên là ở ngoài quê có gì ngon thì cứ gửi vô thôi, cứ mang vô thôi. Cái gì lá cần có ý nghĩa gì vậy hả? Đây hả? Đẹp, đẹp thì xăm thôi bà con. Đó. Cái này tôi xăm từ 8 năm trước rồi. Bữa nào dặm màu rồi cho nó màu galaxy cho nó nổi lên. Ở mu bàn tay á thường nó sẽ không ăn mực lắm, giống như những cái vùng da bên trong. Nhưng mà tôi xài cũng 8 năm rồi. Ngày đầu tiên bước chân vào ngành. Đó. Không có hút cần cũng xong cần mày. Sao cá đi đâu. Thường muốn chửi cái gì kia. Ờ đúng rồi, ngày đầu tiên mày đưa anh Hảo phải không? Dạ đúng rồi, ngày đầu tiên đi học là đúng rồi. Học tao tao không chửi á, bữa đó tao không chửi chung á. Hôm nào mình lên bạn xăm nhé. Ok bạn ơi. Kỳ trước thấy bà Tám lãnh huy chương doanh nhân mà. Dạ thì hồi đó là mình còn làm doanh nhân, còn giờ mình mới mở cái riêng rồi. Mình làm tư. Mình làm tư rồi. Đợi đi một vài năm nữa em. Ý là bữa đó em nhận top doanh nhân là của thương hiệu VStyle.
Còn bây giờ em rút khỏi VNStyle, em mở thương hiệu Việt Lady thì cũng phải hoạt động một vài năm rồi mình mới bắt đầu đưa cho người ta xem xét. Rồi lúc đó mình mới đạt tiêu chuẩn thì người ta mới cho mình cái huy chương nữa chứ bà con. Chứ mình mới mở được, bây giờ tính ra được 2 tuần mà mình có huy chương, trời ơi. Dân chúng ta chửi cả người phát huy chương lẫn người lãnh huy chương. Gì nói chuyện hay đi vào lòng người chứ muốn vào tài khoản thì lại 3.000 USD. Ngày mai tôi sẽ đăng status là tôi được người ta trả 3.000 để coi có ai trả giá hơn không. Gì? Ủa hút mỡ tạo cơ với lại cái lục mỡ nó khác luôn. Hút mỡ tạo cơ, lột mỡ thì cũng vậy thôi. Cũng vậy. Chẳng qua là nó thay đổi cái tên để cho nó. Làm sao mà mày nghĩ sao mà hút mỡ tạo cơ được? Đó, mày thấy cái bụng con đó nó xăm không? Là do sẹo không nó mới xăm á. Chị tí vô ở vài hôm thôi hả? Sao vậy? Là Tết có về không? Nếu mà Tết về thì từ từ vô làm chi? Ăn Tết xong đi. Biết đâu bà Tám có gốc cổ thụ chống lưng thì sao? Ờ đúng anh, em có gốc cổ thụ nhưng mà mình không có làm ăn lộ liễu vậy, không? Em mới mở công ty 2 tuần mà sánh ngang với lại mấy tập đoàn, mấy công ty khác là không được. Mình phải chơi đúng quy trình, đúng bài bản dù mình có gốc chống lưng. Nhưng mà mình phải đúng quy trình thì người ta mới có sức thuyết phục. Em là đúng là có gốc cổ thụ chống lưng á, anh nhìn ra là cũng ghê đấy. Anh thấy người xong mình đầu tiên mà lên bắt tay với các bộ trưởng, các viện trưởng là ai vậy không? Vậy mà gốc mà. Tôi gốc vừa gốc giang hồ, vừa gốc chính quyền, đỏ đen gì cũng có hết bà con. Nói với xạo thôi nha, đừng ai tin nha. Đừng ai tin thử hàng tôi nữa. Mệt lắm. À mấy cái hình mini thì bên mình giá từ 300 ngàn bà con. 300, 400, 500 cũng có. Nói chung là tiệm quận nhất nhưng mà không có lấy giá trên trời đâu bà con. Giá đi vào lòng người và tiền cũng đi vào tài khoản luôn. Chúc Mai thành công may mắn. Dạ, cảm ơn mọi người. Em cũng hy vọng vậy. Từ sáng giờ mấy anh camera đang hoạt động tích cực. Rồi, phát vậy đó. Nó sẽ nhanh hơn video đúng không? Và như vậy thì cái con mắt của em sẽ quen hơn. Nè em nhìn nè, vẽ được một bên rồi thì cái bên này đối xứng, đúng không? Đối xứng thì làm sao mà cái khúc này nó thầm xuống đây được. Nó cũng chỉ ở khúc này thôi, đúng không? À, thì em gạch cái đường ngang, gạch cái đường ngang giống qua, đúng không? Rồi mình quẹt, rồi từ từ mình lấy nét chính, đúng không? Ừ. Ồ, này vậy thì cái khoảng cách này với này nó ngắn quá. Mình phải xéo theo nó chứ. Không? Ví dụ như cái đường này và cái đường này là hai đường song song. Cái đường này là hai đường song song, vẽ sao ấy là đẹp. Đẹp là được. Tiệm chị tên gì hả? À đây. Tiệm tôi tên này đây. Việt Lady. Đó. Bây giờ bà con lên Google tìm Việt Lady Tattoo là nó sẽ ra thông tin của tiệm tôi. Xăm mí có cần vẽ cho coi à? À có chứ chị. Khách xăm mí là em vẽ không á, em vẽ cho người ta coi hết á. Đây là chú Mẫn giữ xe.
đây. Đây là khu tôi sống. Đó. Ở đây là quay vô là tiệm của tôi. À, sầm uất, khá là sầm uất. Bên cạnh đây có khách sạn. Khách sạn này bình thường là để khách du lịch rồi Việt Kiều rồi ở nhiều lắm. Mà ở bên tiệm sâm nữa, thế nào mai mốt là tôi cũng ké được một mớ khách từ cái khách sạn này qua qua tiệm tôi. À, bà con đi trên đường Lê Thị Riêng á, thấy cái nhà nào số 51 bảng hiệu này là nhà tôi nha. Ở Việt Lady Tattoo. Nhìn chú Mẫn giống hình sự quá hả? Nhiều khi chú Mẫn là hình sự nha bà con. Ở Sài Gòn á, hình sự với tội phạm nhìn giống nhau lắm. À, đối diện thẩm mỹ viện Thủy Tiên luôn. À, đường Lê Thị Riêng. Ở dọc này, cái chỗ này à, làm nail siêu mắc luôn. Làm bộ móng bình thường 780.000, hôm qua khách tôi qua thử. Thì tôi đâu biết chỗ nào làm nail đâu, tôi kêu đối diện có một tiệm nail chị. Cái khách tôi qua, cái về kêu trời ơi chị vừa bị chém 780.000 á. Đó. Còn ở ngoài kia nè, đó cái chỗ mà dòng người đi qua đi lại đó là đường Nguyễn Trãi á bà con, Nguyễn Trãi quận nhất á. Đây là đường Nguyễn Văn Tráng. À, đường Nguyễn Văn Tráng và Lê Thị Riêng. Ok chị Minh Võ, khi nào chị ra thì chị alo cho em. Nhớ alo nha, không alo nhiều khi em đang làm khách vậy cái ra phải chờ lúc cũng cực lắm á. Gì đối cạnh thẩm mỹ mà xăm mí môi mày cạnh tranh luôn hả? Ủa con không, phòng khám thẩm mỹ còn mình là tiệm xăm mà chuyên ngành của mình là xăm. Không, cái này hồi đó Thủy Tiên này nè, người ta nhận khách hình xăm á, xong người ta kêu lính bên tôi qua làm cho người ta. Còn bây giờ hàng xóm thế này thì người ta chắc khỏi cần kêu. Có gì khách muốn xong hình là tự động qua bên này. Ra ngoài nhớ cầm chắc điện thoại nha. Dạ đúng rồi, cái khu này của em là hơi bị ghê về cái giật đồ của bà con à. Nhưng mà yên tâm, em đứng trong này nè đó, nó vừa giật em nó tông vô chú bảo vệ, tông vô hàng xe kia rồi nó chạy đâu. Sáng nay chú Mẫn buồn vậy? Bình thường à. Khu này giật đồ hơi nhiều. Gì? Cho mình hỏi xăm mí mắt bao nhiêu vậy Mai? Dạ, xăm mí mắt thì nhỏ ở trong này thôi thì 800, còn đá dít đuôi lên thì 1 triệu. Còn bự như em á, xăm bự như em thì 1 triệu 2 chị ơi. Chị mới mở chi nhánh hả? Không, tôi không có chi nhánh nào hết bà con. Tôi chỉ có ở địa chỉ 51 Lê Thị Riêng thôi nha. Đó, tiệm tôi bên trong đó. À, khi bà con tới thì khai báo y tế bằng cái mã QR code này. Đó, xong rồi mình vô thôi, vô làm gì thôi. Tôi đang ngồi trước cửa tiệm đây. Ok chị Minh Võ, khi nào chị ra chị gọi. Chém đứt đầu à. À, dịch vụ ở con đường này người ta làm đắt đỏ lắm bà con. Tại vì cái giá nó quen với lại của du lịch với lại Việt Kiều người nước ngoài người ta sử dụng rồi. À, dịch vụ ở đây nó cao là do phí mặt bằng nó cao. Còn tôi thì tôi giá tôi vẫn như giá Bình Thạnh nha bà con, chứ không có cao hơn đâu, nên bà con cứ yên tâm. Đó giờ tôi có hàng ngàn hàng vạn khách hàng rồi, người ta cũng sẽ biết cái mức giá của tôi rồi. Bình dân ai cũng có thể xài được, từ người giàu tới người thu nhập bình thường cũng có thể xài được nha bà con.
lâu rồi, lâu lắm rồi mới thấy livestream mà. Tôi vẫn livestream thường xuyên á, mà một hai ngày tôi livestream một lần. À, bữa nào mà đông khách quá tôi làm từ sáng tới tối mà tôi buông ra, tôi mệt thì tôi không có livestream. Còn nếu mà bữa nào mà quẩn quẩn ít khách á, thì tôi sẽ chém gió với mọi người. Thứ nhất để cho mình xả chết nè, thứ hai là cũng để cho mình truyền thông, mình kiếm khách. Vậy thôi. Gì? Bà Tám làm mũi nữa là vô địch. Mũi tôi dài mà cũng phải làm nữa hả? Tại quay chính diện nha mọi người, nghĩ mũi tôi tịt chứ, mũi tôi sống cũng cao lắm à. Mũi cũng được lắm á bà con. Nói chung dày được rồi. Cao hơn nữa thì nói chung cũng đẹp á. Nhưng mà thôi không cần bà con, cái nào hàng thiệt thì xài nó vẫn sướng hơn. Tôi có follow mấy cái hội thẩm mỹ ở trên Facebook á. Trời ơi, làm đẹp đâu không thấy, toàn thấy những cái fail, những cái biến chứng sau phẫu thuật. Ngại lắm. Thôi, tôi thích tự nhiên à. Trời cho tôi nhìn cũng dễ coi rồi. Bây giờ mà phá đi á, lợn lành mà thành lợn què mất công á, ngồi hối hận á. Tôi xăm mình là đủ đẹp rồi bà con. Với lại ai thấy tôi bên ngoài thì thấy tôi xinh hơn ở trong livestream. À, nên mình cũng phải biết đủ. Gì? Nam bụng một múi xăm chỗ nào đẹp? Dạ. Bụng một múi á hả? Thì anh muốn xăm chỗ nào cũng được, bụng có liên quan gì tới hình xăm đâu. Dạ đúng rồi, như thế này đẹp rồi nè, nhìn nghiêng mũi hơi bị cao quá. Thấy không? Nhìn nghiêng là có sống mà còn thẳng nữa. Tại nhìn thẳng vậy thì nó bình thường thôi chứ. Nói chung là hàng đủ xài nha bà con. Hồi chiều tôi mới được cái chị khách kia khen là tôi có nét đẹp ngầm. Một cái nét đẹp mà người ta càng ngắm càng bị dính vô. Nên thôi. Chị kia chị kêu mà có mấy con nhỏ kia nó đẹp lắm mà ngắm hồi ngán không muốn ngắm nữa, còn tôi là cứ muốn ngắm hoài. Trời ơi, em thấy phải. Gì? Hôm bữa xem tivi thấy bạn bà Tám lên sóng vợ chồng son hổng ấy, vợ chồng bà Tám cũng lên luôn đi. Thôi anh Khoa ơi, em bây giờ làm gì có chồng nữa mà vợ chồng. Chừng nào em lấy chồng thì em sẽ lên vợ chồng son nha. Giờ em đang thuộc hội độc thân duy tính. À, đừng ai nhắc là chồng con gì đây nha, để cho em kiếm người yêu nha. Muốn hung chị một cái hả? Trời ơi, thôi đừng hung tôi nha, tôi hung dữ lắm á. Hung tôi quýnh bỏ mẹ. Chị yêu cho em hỏi, em có hình xăm hoa bỉ ngạn có cành và hoa thì cỡ hơn trong lòng bàn tay chút xíu. Giờ em muốn cover lại thì phí bao nhiêu? À bạn ơi, bạn muốn cover như thế nào? Thì báo nhắn tin cho tôi đi, rồi mà mình cùng thảo luận về giá. Chứ tôi đâu biết bạn muốn cover cái gì đâu mà báo giá. Cánh tay của em bị hư, chị sửa lại khoảng bao nhiêu? Bạn nào sửa hình thì nhắn tin tôi đi, gửi hình qua tin nhắn cho tôi. Rồi xíu nữa tôi xong livestream tôi sẽ tư vấn nha. Tối mình ăn cơm chưa ta? Gì? Tối mình ăn cơm chưa hả? Hồi nãy mày ăn thịt bò xào rau muống rồi còn gì? Đói bụng mày kiếm gì ăn nữa? Đấy. Đây, bà con thấy thằng em tôi không? Ê Trúc, quay lại Trúc. Đấy, trời ơi. À, Biron phiên bản Việt Nam. Đấy, được cái cha mẹ tôi, bố mẹ tôi cũng đẹp, cho nên đẻ ra hai chị em tôi đứa nào cũng có chút nhan sắc kẹp trong nách, thích bà con à. Đấy, gom. Bà chủ nhìn ngọt nước lắm, nhìn ngoài đời đẹp hơn trong livestream.
ước gì lấy được cô vợ như thế này. Thôi thôi thôi, thấy vậy chứ không có ngon lắm đâu bà con. này là hàng độc á, toàn thân có độc á, không ngon như là nhìn vẻ bề ngoài đâu. Thương cô quá, lo âu nhiều chuyện, nay cô buồn nhìn hơi già rồi. Già, đúng rồi, phải già chứ, phải lo chứ, bây giờ một mình gánh cả cái sự nghiệp mà không lo, đã vậy còn nợ nữa chứ, nên phải lo. Bây giờ vừa lo kiếm tiền trả nợ, vừa lo phát triển, vừa lo kiếm khách, rồi vừa lo kiến thiết, mệt mỏi lắm. Vô sạc pin rồi con, sắp hết pin à. Vậy đẹp rồi đừng thẩm mỹ á. Dạ em không có ý định thẩm mỹ đâu, thẩm mỹ làm gì nữa bà con, nửa đời người rồi. Bây giờ anh nào thương thì cứ để vậy mà thương, chứ bắt em á bơm vú bơm ngực rồi sửa nọ sửa kia để cho vừa cái mắt của ảnh thì quên mẹ đi, cút đi. Giờ mình phải sống vì bản thân, vì sức khỏe, không có nhiêu đó đủ rồi. Cô mạnh mẽ thật sự, chúc cô luôn thành công. À, không có mạnh mẽ lắm đâu bà con, cũng nhờ có nhiều người ở bên giúp đỡ trong cái khoảng thời gian tôi bị biến cố bà con à. Cũng có nhiều người bạn, rồi những người theo dõi trên Facebook của tôi nè, người ta đưa ra lời khuyên rồi cũng có một số người bạn ở nước ngoài suốt ngày gọi điện về cho tôi an ủi, để cho tôi không có cái khoảng thời gian trống để mà nghĩ về những cái vu vơ, những cái chuyện buồn trong quá khứ, nên rồi người ta lại khơi sáng cho tôi về những cái gọi là những cái gì tâm tối trong tâm hồn, nhất người ta khơi sáng lên cho mình, nên tôi mới trải qua được đó, chứ không phải một mình tôi rồi cứ vậy mà được như thế này đâu. gì an yên, mày chê chồng mày không, mày tin tao cho thằng chồng mày có bồ không hả? Dạo này mấy nhỏ bên đối diện kia thấy chồng mày bén lắm, suốt ngày dịu chồng mày á. Vì ba cái vụ yêu đương bỏ đi mà làm người em ơi, anh bỏ được gần năm nay rồi. Úi ôi, vậy là anh mới có làm người được gần năm nay à. Trong Sài Gòn còn dịch nhiều không hả? Không. Nhìn tóc chị Mai đi, xài dầu gội của tôi đó. À đúng rồi bà con, ăn an yên này nó bán dầu gội được lắm bà con. Đây là dầu gội bưởi á, mướt lắm bà con ơi. Này là tôi gọi hồi tối qua đó, gọi xong rồi sấy khô thôi mà nó như thế này nè, tóc bung ra lắm, mướt mà nguyên ngày nay tôi kẹp với tôi cột luôn á, mà xả ra nó vẫn như thế này nè, được lắm, không có rụng. Cũng có thể một phần là do tóc tôi khỏe nữa. Xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện tình cảm của bà Tám nhé. Dạ cũng bình thường anh, tại vì cái chuyện tình của em nó cũng có chút tiếng tăm á, rồi nó cũng có sức ảnh hưởng. Thứ nhất là nó ảnh hưởng trong giới xăm hình. Một cặp đôi mà được coi giống như cũng có một khoảng thời gian được coi là đại diện của giới xăm hình, thì khi mà gãy thì tất nhiên là nhiều người bất ngờ, rồi cũng ảnh hưởng tới niềm tin của một số người và tình yêu rồi vậy. Nhưng mà biết sao giờ, duyên số mà. Nhưng mà tôi tin những người xăm hình ai cũng sẽ có được hạnh phúc đó. Không có hạnh phúc với nhau thì hạnh phúc với người khác, đúng không? Rất là đau bi quan, ai rồi cũng sẽ vấp ngã, sai lầm, yêu nhau, chia tay. Nhưng mà
rồi cũng sẽ bình yên hết thôi bà con. Anh muốn lên em xăm được không Mai? Dạ được anh, khi nào anh lên thì em anh báo em thôi. Trời ơi, em chết có khách là mừng lấy mày rồi, còn phải hỏi ý kiến. Lên đi anh, tới. Nghe chị Mai nói chưa chê chồng mình đi nhân. À. Mày bớt chê, mày có bây giờ có chồng là hên nè, còn cứ chê lên chê xuống. Tao giờ không có chồng là đang xui đây nè. Gì? Chị giỏi quá, cố lên nhé chị hả? Thôi không gì giỏi, cũng bình thường thôi bà con. Tôi thấy tôi cũng bình thường, không có siêu như mọi người nghĩ đâu. Chà, không biết chị Cúc à, nếu hôm qua lái xe đi tập lái xe bà con. Đừng ganh tị với em, chồng em đang chăm chị mà. Ờ à. Nói chồng mày mà nói em tao. Cho mượn xài mấy bữa làm căng vậy. Cái gì? Nghe đồn bà Tám đang quen trai Nhật. Á đù, Nhật nào? Nhật Tảo á bà con. À đúng rồi, tôi đang quen một anh ở Nhật Tảo á bà con à. Đúng không anh Tuấn? Đúng không? Tôi đang quen một anh ở Nhật Tảo á. Ít bữa nữa anh ở Nhật Tảo, anh qua rồi tôi live stream lên cho bà con coi. Tôi thấy vậy chứ rời ra là có người yêu liền, nhanh như chớp, yên tâm. Gì cười? Hai ông camera này nghe phán phán ngồi cười mít. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi đó không? Hả? À, em đang tính nè, à, ít bữa nữa mà ế là em đi vô trọng em kiếm vốn á. Kiếm mấy trăm triệu. Kiếm mấy trăm triệu hả? Ok. Để ế xong ế là em vô thách thức danh hài kiếm vốn á. Thôi Đào ơi, mày đừng có đào nữa, Đào ơi. Quách hết salon rồi. Ôi trời 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 trời. Đúng, đúng là tên Đào mà. Đấy, Đào. Cái gì nhuộm đầu đổi vận hả? Không, Ốc ơi. Cái số chị đen này để cho đen luôn đi, không? Nhuộm đổi vận làm gì, mất công nó đỏ không chịu được nữa. Chị là khổ quen rồi, sướng quá là không chịu nổi. Mày để khổ khổ vậy á. Gì? Thôi đừng vô hỏi anh Vinh đâu nữa. Đừng có hỏi gì về anh Vinh nữa bà con. Mệt mỏi lắm. Hãy để tôi quên đi không? Trong Sài Gòn còn dịch không chị? Còn dịch nhưng mà Sài Gòn đang sống chung với dịch rồi. Ở nhà tôi là nuôi có một con chó thôi mà tôi cứ nghe tiếng sủa của con xin ngồi cạnh tôi mà nó cứ sủa thay con chó hoài luôn á. Hello, hello. Hôm qua khách quận 4 qua cho bịch khô gà. À, để chị gửi cái lưng của chị qua cho thiết kế. Bả đòi bít lưng á mà từ dịch giờ chưa thiết kế cho bả. Cái gì đen tình đỏ bạc qua cam là một chuyến đi vào tám. Nhưng mà em lại không có thích đánh bài. Em à, em muốn bài mà 5 ngàn, 10 ngàn mà em bị thua là em đã bực rồi chứ đừng nói là quấn mấy trăm triệu, quấn mấy tỷ. Còn cái chuyện qua cam đối với em dễ ẹt. Thằng bạn trai cũ của em là bảo kê mấy cái sòng bài bên cam á. Hả? Hả? Dạ. Gì vậy? Bạn trai cũ của em là bảo kê mấy sòng bài bên cam á, muốn là nó xách qua cái một thôi, nhưng mà em lại không có thích bài bạc thế mới đau nha. Cuộc đời em là em ghét mấy người chơi bài bạc lắm.
Ngày xưa bố em á, nhà em có nhiều lúa gạo rồi này nọ, nhà em có cả mẫu đất ruộng rồi này nọ, mỗi lần lúa về là lúa về dữ lắm. Mà ông quýnh bài, quýnh bài ông chở hết luôn đi, ông bán. Nhà có gì là ông đẩy hết cái đó, mượn ngân hàng quýnh bạc luôn bà con. Nên em ghét mấy người quýnh bạc lắm. Đừng ai rủ em quýnh bạc nha. Quýnh bài chơi vui được 5.000, 10.000 Tết rồi thì được, thua mấy chục là cay lắm rồi á. Xem like của chị Mai thì hỏi chị Mai đi, bà con hỏi chi người không có mặt dạy. Đúng. Đúng rồi. Sao chị không đeo khẩu trang vào chị ơi, đeo vào cho đỡ kinh chị ạ. Chỗ em giờ cũng dịch rồi, không dám xăm luôn. À, ốc ơi, nếu mà đối với những người ở Sài Gòn giờ mà mình suốt ngày đeo khẩu trang thì cũng đúng thôi. Nhưng mà bây giờ toàn là người trong nhà thôi, không có khách. Khi mà chị làm khách thì chị mới đeo khẩu trang. Mắc mới gì không dám xăm em. Mình vaccine rồi đầy đủ, khách đồ người cũng vậy. Với lại cũng Sài Gòn giờ sống chung với dịch rồi. Bây giờ mà cứ sợ dịch không dám làm ăn á thì chết đói trước khi chết dịch em à. Con này thôi đâu. Nè đây đây đây, cho miếng khô gà đây. Mommy. Đây. Đây. Bà Tám mà để tóc búp bê giống ca sĩ Hiền Hồ là chảy nước miếng. Còn tôi để tóc dài chảy tùm lum nước đó bà con. Thôi để cho tôi phong cách nó trầm xuống tí đi. Ngày xưa để tóc tém mà chị trâu lắm. Hân Yên chào bạn Mai á. Xin chào Hân Yên nha. Nào tổ chức nhậu chị ơi. Liêm ơi, sao mày nói mãi? Bây giờ thử mày lên đây một cái xong mày kêu bia kêu đồ ăn về là con cái cuộc nhậu rồi. Mày biết dạo này chị là nợ nhiều, chị không có dám đi nhậu, không có dám bỏ ra mấy triệu một bữa để mà ăn chơi như trước kia nữa. Chủ nợ mà nó thấy chị đăng Facebook là đang ăn chơi là nó ghét lắm ha. Nợ ngập đầu. Nó mày thích gì mày tới đây, tao có thể mua mồi mua bia về nhậu được hả? Nhậu kín chiếu. Âm thầm lặng lẽ mà ăn chơi thôi chứ chủ nợ nó nhìn thấy mình đi chơi check in nó ghét lắm. Mà mày nói mãi, ghét mấy đứa nói mà không làm lắm. Chị ơi, chị có nhận học viên không? Có. Thì học viên chị đang cong đít ngồi vẽ ra. Đó. Học viên đẹp trai lắm bà con à. Em đó là phi công trẻ. Đó. Có người yêu chưa Khang? Chưa hả? Ấy, bi rên, chưa có người yêu nha. Nhưng mà nhận từ U50 trở xuống. Đúng không? Hả? Mày nhận người yêu từ U bao nhiêu đến U bao nhiêu? Hả? Nhiều cũng chơi. Nhiều cũng được à, chết mẹ rồi. À, ở trong livestream chị là có nhiều người cô đơn lắm á. Mày sang à. À vậy thì tôi xin thông báo với bà con là học trò tôi nhận từ U18 đến 50. Đấy. À, có anh quản gia ngồi kế bên nữa, dám không? Ai hốt không? Đăng ký cho anh Tuấn vé luôn nè. Gì? Trên đầu xăm xong chưa chị mèo mà? Xăm xong rồi. Đó, trong da đầu có hình luôn rồi nè. Ngày xưa tôi cạo chọc để tôi xăm à. Cạo chọc để mấy tháng luôn. Đi ra đường lúc nào cũng đầu chọc. Đi ra, nhất là đi ra chợ mấy bà nhìn ré luôn rồi bà con. Gì?
À, Sáu Khuyên này tôi khỏi cần bút lịch, cứ qua bà con, Sáu Khuyên nhanh lắm, lúc nào cũng có người sợ đó. Gì em nè chị ơi hả? Tính tán học trò tôi phải không? Nó đẹp trai lắm. Đẹp trai con nhà giàu rồi, có điều kiện nè, học giỏi nữa nè. Được, gặp tôi là... Tôi là chưa có thành máy bay hả? Mai mốt mà tôi mà thành máy bay là tôi cũng hốt nó luôn rồi. Nhưng mà mình bây giờ đã là vô mối quan hệ cô trò rồi, ai lại chơi thế hả không? Chứ nó mà ở ngoài đường là tôi hốt nó rồi. Sốc chứ. Bán lẻ. Nhựa, nhựa màu thì mình bán 60 70, còn 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 nhựa trong thì mình bán 40. Ủa sao nãy giờ mọi người nhìn tôi như vậy? Mai ơi chào mình đi hả? Chào bạn. Thôi bà con ơi, bây giờ tôi cúp live stream để tôi gọi cho khách cái. Gọi coi chỉ có qua qua lúc mấy giờ. Để tôi còn biết sắp xếp công việc khác nữa. Xem live stream cười xỉu hả? Ok, vậy mai mốt qua xem nữa nha. Giờ tôi cúp máy, tôi có việc cái đã. Hẹn gặp lại vào tối mai đi. Vậy nha.